Ngoại trưởng John Kerry đến Ai Cập, tin từ Sharm el-Sheikh, Ai Cập. Ngoại trưởng John Kerry đến thành phố Sharm el-Sheikh, Ai Cập vào ngày hôm nay để tham dự hội nghị thượng đỉnh về đầu tư Ai Cập. Một viên chức cao cấp Bộ Ngoại giao cho biết, tại khu nghỉ mát Hồng Hải, ông Kerry khen ngợi những cải cách kinh tế gần đây của chính phủ Ai Cập, tuy nhiên những thúc ép thêm một số tiến bộ. Ai Cập là một trong những đồng minh chiến lược quan trọng nhất của Hoa Kỳ ở Trung Đông, sử dụng hội nghị thượng đỉnh để thúc đẩy đầu tư nhiều hơn vào nền kinh tế của họ. Kinh tế Ai Cập vẫn đang hồi phục từ cuộc khủng hoảng chính trị. Trong chuyến thăm này, ông Kerry sẽ gặp Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi, Quốc vương Jordan Abdullah và lãnh đạo Palestine Mahmoud Abbas vào tối ngày hôm nay. Viên chức Bộ Ngoại giao cho biết là chính phủ Sisi đã tiến hành các bước kinh tế khá có ý nghĩa trong năm qua, đưa nền kinh tế lên một nền tảng vững chắc hơn, bao gồm việc giải quyết trợ cấp năng lượng lãng phí và cải tiến mã thuế để thu hút các nhà đầu tư. Hoa Kỳ là một trong ba đối tác thương mại hàng đầu của Ai Cập. Các doanh nghiệp Hoa Kỳ là nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn hàng thứ nhì ở Ai Cập. Trong cuộc họp vào tối ngày hôm nay, ông Kerry và Tổng thống Sisi cũng sẽ thảo luận về giải pháp đối với tình hình ở Libya và cuộc khủng hoảng đang diễn ra tại Syria.